Ôi, anh chịu khó ăn cái này bơ Trung Quốc. Cứ bắt tầm ăn đi, ăn đi, ăn cái bánh này. Quá đâu hả mồm à? Nhai nuốt. Thôi dậy ăn đi. Ốm lại phải dậy mà ăn lên mới khỏe được chứ. Thôi dậy ăn đi, ăn cái món này em thích nhất. Anh vừa chạy đi mua. Đúng món em thích không ăn. Đúng không ăn đâu. Ăn đi, anh cho tiền gì. Khỏi ốm đi mua sắm nhá. Thế cái gì ạ?